Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Những bất cập trong việc mặt trận tổ quốc sao kê tiền quyên góp từ thiện Ngày 13 tháng 9, BBC Tiếng Việt bình luận, mặt trận tổ quốc công bố sao kê có bất cập gì? Theo đó, ngày 12 tháng 9, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đăng tải hơn 12.000 trang sao kê số tiền ủng hộ nạn nhân bảo gia ghi. Hành động này phần nào thể hiện sự minh bạch trong công tác từ thiện, nhưng đồng thời cũng có một số bất cập. BBC dẫn lời luật sư Phùng Thanh Sơn cho rằng, việc công khai sau kê có thể ảnh hưởng đến quyền bảo vệ dữ liệu cá nhân của người đóng góp theo nghị định 13. Và đây là hình bài trên BBC. Theo ông Sơn, mặt trận tổ quốc cần phải thông báo việc sẽ công khai sau kê trước khi bắt đầu nhận tiền quyên góp. Họ nên có hai tài khoản, một công khai và một không công khai để người ủng hộ lựa chọn. BBC cho biết, trong tối ngày 12 tháng 9, sau khi bản sau kê được công bố, những cuộc điều tra đã được dân mạng thực hiện để xác định người nào đóng bao nhiêu, đặc biệt là những người nổi tiếng và trước đó đã công khai tuyên bố đóng góp tiền. Theo BBC, việc này gây ra ít nhất 3 hệ lụy như sau. Thứ nhất là lộ thông tin cá nhân của những người liên quan. Thứ hai là những người ủng hộ ít có khả năng bị chỉ trích. Thứ ba là khả năng nhầm lẫn, giả mạo danh tính. Ví dụ, có một tài khoản được hiểu là của tập thể anh em rạp xiếc trung ương ủng hộ không rõ đây có phải là rạp xiết trung ương thật hay không, nhưng việc rạp xiết trung ương bị chỉ trích là chuyện có thật. BBC trích dẫn bài viết trên Facebook của luật sư Lê Nguyễn Duy Hậu cho rằng ý định của mặt trận tổ quốc là trong sáng. Thế nhưng, sự minh bạch về các khoản chi quan trọng hơn việc minh bạch các khoản thu. BBC nhắc lại việc mặt trận tổ quốc Hà Nội từng bị chỉ trích do chậm trễ trong việc giải ngân tiền từ thiện trong vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội khiến 56 người chết. BBC nhận xét, hành động công khai sau cây lần này được cho là cách mà mặt trận Tổ quốc trấn an những người nghĩ rằng vì chậm giải ngân sẽ tiếp tục diễn ra. Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát cho rằng nếu thật sự minh bạch trong thu chi thì cần có kiểm toán độc lập. Và đây là hình cảnh hoang tàn sau bão lũ ở Yên Bái. Nếu không làm được điều đó thì đợt minh bạch này chắc chỉ có ích để bà con bóc phốt những người fake bill, tức là làm giả số tiền đóng góp vốn là chuyện không liên quan đến mục đích cứu người của từ thiện và không quá quan trọng trong thời điểm khó khăn này của người dân miền Bắc, ông Hậu viết trên Facebook của mình. BBC đánh giá, việc phát biểu không chỉ có vấn đề về mặt đạo đức mà có thể liên quan tới cả mặt pháp lý. Nhiều người dùng mạng xã hội đã phát hiện có những người đang thông tin ủng hộ với số tiền lớn hơn gấp 10, thậm chí 100 lần số tiền theo sau kê do mặt trận tổ quốc công bố. Vẫn theo BBC, nếu cá nhân đại diện cho nhiều người, hội nhóm hay tổ chức đứng ra kêu đóng góp mà có hành vi sửa đổi, giả mạo sau kê tiền ủng hộ với mục đích ăn chặn tiền từ thiện, có thể bị pháp luật xử lý. BBC nêu dẫn chứng vụ một người tên NL đã thực hiện một phiên đấu giá một đôi giày trẻ em với mục đích gây quỹ giúp nạn nhân bảo Gia Kỳ. Số tiền quyên góp sau đấu giá là 8,5 triệu đồng và bà tuyên bố sẽ ủng hộ thêm 1,5 triệu đồng cho tròn 10 triệu. Nhưng sau khi mặt trận tổ quốc công bố sao kê, mọi người phát hiện bà chỉ chuyển 100.000 đồng. Sau khi vụ việc bị phát giác, bà đã xin lỗi và chuyển lại đúng 10 triệu đồng tới mặt trận tổ quốc. Theo luật sư Sơn, việc một cá nhân đứng ra đại diện tập thể đóng góp nhưng lại đóng góp số tiền ít hơn thực thu mà không cho tập thể biết sẽ phạm vào tội lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin những bất cập trong việc mặt trận tổ quốc sao kê tiền quyên góp từ thiện. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Bắc Kinh và phe quân đội, kẻ tôn người hứng, tìm cách hạ tổng bí thư Tô Lâm như thế nào. Chỉ hơn nửa ngày sau khi phía Trung Quốc đồng ý với yêu cầu của Bộ Ngoại giao về việc đóng cửa xã các đập thủy điện đến trưa ngày 11 tháng 9, phía Trung Quốc thông báo sẽ tiếp tục thực hiện xả lũ thủy điện vào sông Lô của Việt Nam. Trong khi có nhiều nghi vấn cho rằng Trung Quốc sử dụng nguồn nước trong những ngày bão lụt lớn làm vũ khí để cảnh báo với Tổng bí thư Tô Lâm rằng chớ vượt lằn ranh đỏ trong mối quan hệ giữa Việt và Mỹ và đây là hình tổng bí thư chủ tịch nước Tô Lâm. Trong khi các quốc gia phương Tây đã nhanh chóng viện trợ cho Việt Nam để khắc phục hậu quả bão lũ, nước Úc viện trợ cho Việt Nam số hàng trị giá 3 triệu đô la Mỹ và đã đến Hà Nội, Hoa Kỳ gửi tặng 1 triệu đô la Mỹ. Vậy mà không hiểu vì lý do gì, lãnh đạo đảng và ban tuyên giáo vẫn mong muội luôn coi các nước phương Tây là thế lực thù địch. Điều đáng nói là quan điểm kể trên của đa số lãnh đạo đảng được Bắc Kinh nhiệt liệt hoan nghênh. Trang Facebook của Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng đã cho đăng lại phóng sự nhan đề Không để cách mạng màu đổi màu giáo dục của kênh truyền hình quốc phòng Việt Nam đã bị tháo gỡ trước đó kèm theo lời bình luận rằng Trung Quốc và Việt Nam đều là nước xã hội chủ nghĩa do đảng Cộng sản lãnh đạo cần phải cảnh giác cao trước các thủ đoạn cách mạng màu của các thế lực thù địch như Mỹ Chiêu bài cách mạng màu đã liên tiếp được Mỹ và các thế lực thù địch sử dụng để chống lại các nước xã hội chủ nghĩa theo kịch bản do chúng dàn ra. Trước đó, ngày 6 tháng 9, báo Quân đội Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và là tiếng nói của lực lượng vũ trang Việt Nam đã đăng một bài xã luận với tiêu đề: Quân đội tăng cường đấu tranh phòng chống diễn biến hòa bình. Và đây là hình đại tướng Lương Cường Động thái này được công luận đánh giá là những nỗ lực của giới lãnh đạo đảng và phe quân đội nhằm gỡ lại uy tín bị tổn hại sau vụ tấn công Đại học Fulbright. Những điều vừa kể cho thấy, hành động to rập theo kiểu kẻ tung người hứng giữa lãnh đạo Bắc Kinh và lãnh đạo quân đội Việt Nam. Ban tuyên giáo Trung ương do Thượng tướng quân đội Nguyễn Trọng Nghĩa đứng đầu cũng đang nỗ lực hơn bao giờ hết tạo nên một làn sóng bằng lực lượng dư lượng viên để bài bác các biểu hiện cổ suý do các giá trị dân chủ từ phương Tây và Hoa Kỳ. Trong khi họ không dám nhắc đến thái độ thiếu thân thiện trong việc xả lũ Thủy Điện hay sự bành trướng của Bắc Kinh trên Biển Đông, những việc làm vừa kể của ban đảng cũng như ban tuyên giáo Trung ương sẽ còn gây ra nhiều chuyện lợi bất cập hại khác. Đặc biệt, điều này ảnh hưởng đến sự giúp đỡ của Hoa Kỳ và các quốc gia phương Tây, không chỉ trong vấn đề phát triển kinh tế mà còn cả vấn đề phòng thủ quốc gia. Được biết, tuyên bố chung Việt Trung vào tháng 8 năm 2024 đã ghi rõ và khẳng định rằng hai bên nhất trí tăng cường trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm về chống can thiệp, chống ly khai, phòng chống cách mạng màu, cùng nhau bảo vệ an ninh chính trị và an ninh chế độ. Và đây là hình cố tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và ông Tập Cận Bình. Ông Tô Lâm được đánh giá là một chính khách thực dụng và không tin vào mớ lý luận của chủ nghĩa cộng sản. Đây là một trong những lý do khiến giới chức lãnh đạo bảo thủ, thân Bắc Kinh trong Đảng và ban lãnh đạo Trung Nam Hải hết sức lo ngại về diễn biến của ông Tô Lâm. Xin nhắc lại, có những đồng đoán cho rằng Trung Quốc đang giật dây cho đám tay chân đàn em của Cố Tổng Bí thư Trọng để quật ngã ông Tô Lâm. Không phải vô cớ mà có những đánh giá tin tưởng ông Tô Lâm sẽ khó có thể giữ được ghế tổng bí thư vào đại hội 14, dự kiến sẽ diễn ra vào đầu năm 2016. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Bắc Kinh và phe quân đội, kẻ tung người hứng tìm cách hạ tổng bí thư Tô Lâm như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.